Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để cài cái VPN nhé, VPN miễn phí trên máy tính Windows. Như các bạn đã biết thì trên kênh của mình có một vài video về ChatGPT và cái con ChatGPT này thì cũng tương đối là hot ở trên mạng xã hội rồi là toàn thế giới ở Việt Nam mình luôn. Thế thì có một cái bất cập là cái OpenAI thì nó lại chưa hỗ trợ. Tức là chưa hỗ trợ trực tiếp cái con ChatGPT này tại Việt Nam. Thật ra là các bạn muốn trải nghiệm được nó, muốn dùng được nó ấy, thì các bạn bắt buộc là phải có cái VPN. VPN là một cái mạng kiểu mạng nội bộ ảo để các bạn có thể kiểu đổi địa chỉ IP của bạn từ Việt Nam sang Mỹ, sang Hà Lan rồi sang Nhật Bản ấy. Thì cái này rất là quan trọng nhé. Các bạn phải cẩn thận, nghiên cứu cẩn thận về cái VPN này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái an ninh rồi là tất cả các cái thông tin của bạn ở trên máy tính của bạn. Thế thì nếu như mà các bạn mới bắt đầu thì các bạn có thể trải nghiệm cái VPN miễn phí cũng được. Tại vì trên thế giới thì có một số cái VPN miễn phí cũng rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cài cái mà mình đang dùng nhé. Bởi vì bản thân mình không phải là chuyên gia về VPN. Mỗi khi mà mình muốn tìm hiểu về VPN thì mình chỉ biết sơ sơ thôi. Thật ra là mình chỉ có tin tưởng những cái trang review uy tín ở trên thế giới, ví như là TechRadar hoặc Top 10 Review hoặc CNET. Rồi mình cũng xem một số cái video ở trên mạng, sau đó tìm hiểu những cái thông tin xem là có phốt gì không, có bị rò rỉ dữ liệu hay là ăn cắp dữ liệu hay gì không. Đó, thì là mình chọn cái thằng gọi là Proton VPN. Ok, bây giờ sẽ đi vào hướng dẫn cái phần Proton này nhé. Mình thì mình cài rồi. Thế thì các bạn, đầu tiên là các bạn sẽ đi lên Google nhé. Các bạn search là Proton VPN nhé. Hoặc là các bạn có thể đi xuống đường link mình đặt ở dưới phần mô tả ấy. Sau các bạn nhấn vào đây, Proton VPN Secure and Free. Và các bạn nhớ chú ý khi mà các bạn tìm bất kỳ một cái website nào ấy, nhớ là vào cái website chính chủ của nó nhé. Có chữ HTTPS này, protonvpn.com nhé. Các bạn ấn vào đây. Thì sau khi ấn vào đây rồi ấy, thì các bạn, thứ nhất là các bạn sẽ phải tải cái bộ cài Proton VPN. Thì bạn ấn ngay vào chỗ này nhé, Get Proton VPN Now nhé. Ấn vào đây, nó chưa tải luôn đâu, nó sẽ cho bạn thêm một cái gói đăng ký nữa. Đó, thì các bạn sẽ ấn vào đây, Get Proton Free này nhé. Tất nhiên là nó có mấy cái hữu dụng ở đây nữa thì các bạn có thể đọc. Ấn vào Get Proton Free. Sau đó lại tiếp tục nó bảo mình là đừng có mua free, đừng có dùng free, dùng cái plus đi. Nhưng mà mình kệ, mình không. Mình chỉ dùng cái Continue with Free này thôi nhé. Các bạn ấn vào Continue with Free. Ok, sau đó nó sẽ mở ra cho một bạn một cái cửa sổ để bạn có thể tạo tài khoản nhé. Bao giờ các cái VPN nó đều yêu cầu bạn phải tạo tài khoản. Ví dụ ở đây bạn sẽ tạo tài khoản. Ở đây username, ví dụ mình lấy tên mình chẳng hạn nhé, Doãn Thuận này. 123456 này, bạn tạo tên nào cũng được nhé. Sau mình sẽ đặt cái này là 12345 thăng 123. Đấy, ví dụ thế thôi. Ok, đây mình sẽ show cho các bạn. Các bạn đặt cái mật khẩu như này. Sau đấy, chữ Thuận nữa, chữ TH nữa. Đó, rồi mình sẽ copy cái mật khẩu này và mình dán vào đây. Đó, ok, 12345 thăng 123 TH. Khó nhớ thế. Hoặc là mình sẽ copy cái này, mình dán ra cái word, mình dán ra cái notepad, không phải tí lại quên. Ok. Còn cái tên mật khẩu thì dễ rồi. Ok, đấy, đánh vào đây, Doãn Thuận 12345 mật khẩu. Đây. Đó. 6. Nói chung là não cá vàng, dễ quên. Rồi, ok, đây là mật khẩu email nhé. Các bạn sẽ phải có một cái Gmail để các bạn nhập vào đây. Thì mình đã dùng cái Gmail để mình đăng ký cái này rồi. Thì mình sẽ dùng cái còn lại để mình đăng ký. Bạn thích lưu thì lưu, hoặc là không lưu thì thôi. Mình sẽ lưu mật khẩu. Ok, sau đó sẽ ra một cái captcha. Captcha này nó để xác nhận bạn là người nhé. Bạn là người chứ không phải là robot. Thì mình sẽ nhấn vào đây, tôi là con người. Đôi khi nó sẽ yêu cầu bạn là kiểu đoán xem xác nhận là cái hình ảnh nữa. Tức là cái captcha này lằng nhằng lắm. Lần một hai lần đầu thì có khi nó không cần bạn xác nhận cái gì đâu. Nhưng mà mấy lần sau nó bảo là ấn vào cái ảnh nào có hoa hướng dương, ấn vào cái ảnh nào có cái xe đạp và có xe ô tô. Ở đây nó rất là chậm này. Tại vì bản thân mình làm video vào buổi tối, đâm ra là nó cái mạng của mình nó cũng chậm nữa. Ok. Đó, đây, nó bắt đầu vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có hoa hướng dương. Ok. Nếu bạn nào mà không biết cái nào là hoa hướng dương thì thôi luôn. Nhấn bừa đi rồi nó sẽ chọn hoa khác. Ấn tiếp theo. Rồi lại hướng dương tiếp. Ok, 1 2 3 4 5 cái kiểm tra. Trên này là hoa cúc này. Ok, xác nhận xong mình là con người.
Tức là nó sẽ đang tạo cho bạn account nhé. Sau khi nó tạo xong thì nó sẽ đưa bạn đến cái dashboard của cái này, tức là cái phần mà điều khiển. Ok. Đó, nó bắt đầu nó phải đăng nhập mình vào, sau đó đưa mình đến cái dashboard điều khiển. Không hiểu nó có ảnh hưởng gì không ạ, bởi vì cái VPN này mình đang chạy nhé. Mình có thể tắt cái VPN này đi cũng được. Đó, rồi. Bây giờ bạn có thể tải nhé, bạn ấn vào đây để download nhé, để tải cái VPN này về máy tính. Đấy, hoặc là ấn close, mình sẽ ấn vào download. Download thì nó lại yêu cầu mình quay lại. À, nó quay lại cái chỗ lúc nãy ấy, download VPN. Rồi. Đấy, bạn có thể download VPN đây cho Windows nhé, bạn ấn vào đây cho Windows thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ tải. Tải đây này, chờ một tí nhé, đang chờ tại vì mạng đến buổi tối là nó rất là tệ. Ok. Thôi mình sẽ lấy cái file mà mình đã tải rồi nhé. Mình sẽ mở cái này lên, cái file mình đã tải rồi để mình chỉ cho các bạn xem nó sẽ ra như thế nào. Tại vì cái mạng ấy thì nó sẽ chậm thì nó sẽ không ấy được. Ok, đây cái file nó sẽ là file này nhé, Proton VPN 2 Win version 2.2.2. Thì các bạn chỉ việc kích đúp vào để bạn cài thôi, sau đó bạn nhấn vào yes nhé. Ví dụ cái này của mình nó đang chạy này, mình có thể tắt nó đi này. Ok, các bạn nhấn vào cứ next 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 các kiểu thôi. Computing space requirement. Rất là đơn giản thôi, cái thao tác cài rất là đơn giản. Còn nếu như mà bạn nào mà kiểu ngại ngại với cái này ấy, hoặc tiếng Anh mà kém kém một tí, các bạn muốn mình cài giúp ấy, thì mình có thể mình sẽ UltraView hoặc là TeamView để mình cài giúp cho các bạn. Bởi vì mình đang hỗ trợ các bạn tạo cái tài khoản ChatGPT ấy, có thể hỗ trợ qua UltraView nhé, nhưng mà chi phí phải 1,5 cốc Starbucks cà phê. Chứ còn nếu mà tạo tài khoản không thì chỉ 1 cốc Starbucks thôi. Thông tin mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả. Ở đây nó yêu cầu mình là modify hay là cái gì, mình cứ nhấn next đi nhé. Còn nếu bạn cài lần đầu ấy thì nó sẽ không hỏi mấy cái này đâu. Nó chỉ cứ cài 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 cài. Sau nó sẽ ra cho bạn một cái cửa sổ để bạn đăng nhập thôi. Rất là đơn giản, để ấn vào finish nhé. Ok, sau khi bạn bật nó lên ấy thì nó sẽ có giao diện như này. Thứ nhất bạn nhập vào cái username mà lúc nãy mình vừa mới tạo ấy. Đây, mình sẽ nhập cái username này vào nhé. Và mật khẩu. Đó, đây là mật khẩu này. Sau bạn nhập vào đây password. Ok, còn nếu như mà bạn muốn là kiểu nó sẽ bật cái VPN này khi mà bạn khởi động máy tính ấy, thì bạn ấn vào cái nút này nhé. Hoặc là bạn tắt đi thì nó sẽ không bật khi mà bạn khởi động máy tính. Sau bạn nhấn vào đây login. Đó. Login là nó sẽ đăng nhập vào nhé. Login là đăng nhập. Mình sẽ thu bé cái này lại. Ok, đây là sau khi mình đăng nhập xong. Nhưng mà mình đăng nhập xong rồi đây, mình vẫn chưa kết nối nhé, vẫn chưa dùng nó nhé. Nó yêu cầu mình là đi du lịch không, mình không, mình nhấn vào skip. Sau đó ở đây nó cho bạn mấy cái miễn phí này, 1, 2, 3, 4 cái miễn phí. Trong mỗi cái này nó lại có rất là nhiều server nhé. Thì các bạn chỉ việc ấn vào đây nhé, Quick Connect. Tức là Quick Connect là nó sẽ kết nối bạn, kết nối với một trong ba cái server miễn phí này của nó nhé. Ok, ở đây nó đã kết nối với Hà Lan nhé. Sau khi bạn kết nối với Hà Lan thì bạn thu nhỏ nó lại. Coi như là bây giờ ok rồi, bạn vào là coi như máy tính của bạn, địa chỉ IP đã chuyển sang Hà Lan. Ok, đấy là làm nào để các bạn có thể cài đặt được cái VPN nhé. Nếu như mà bạn muốn tắt nó đi thì rất là đơn giản nhé. Bạn nhấn vào đây này. Khi nào mà bạn muốn tắt thì bạn ấn vào Disconnect. Nó sẽ không tắt nữa và nó trả lại cho bạn là địa chỉ IP là ở Việt Nam. Và nó sẽ không làm việc nữa. Thế còn bạn muốn tắt hẳn nó đi nhé, thì bạn ấn vào đây. Các bạn kích vào đây là Exit này. Tức là để thoát ra này. Ok, đấy là đơn giản đấy thôi. Đấy là làm nào để cài đặt cái VPN để có thể bắt đầu sử dụng con ChatGPT. Mình hy vọng là video này nó hữu ích cho các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Nếu bạn nào mới đến kênh của mình ấy thì có thể đăng ký kênh của mình. Bởi vì mình cũng không chỉ là có một số thứ về ChatGPT, có rất là nhiều thứ có thể chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.